Xin chào cả nhà nha. Thì tôi đang đi lại cái khu chuồng là khu cao cổ ở trong sở thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đây tôi đang quay cái con khu cao cổ nó đang ăn. Tôi quay sát lại nha. Chúng ta thấy là rất là gần ha. Đây là cái con hươu cao cổ con đang ăn, là nó ăn cái lá là me keo ha. Đó, chúng ta thấy là quan sát là cái con hươu cao cổ nó ăn thì nó dùng cái lưỡi của nó nó lựa những cái lá nó ăn. Cái cây này là nó có hơi có gai nha cả nhà, nhưng mà nó vẫn là thích ăn ngoài tự nhiên thì nó cũng thích ăn những cái lá như vậy. Nó dùng cái lưỡi của nó rất là dài ha, nó lựa lượm ở trong ấy. Nó thấy cái cây mà nó bó chặt vậy nhưng mà nó vẫn ăn được. Đây là cái con hươu cao cổ còn nhỏ con nha. Hôm qua đây cũng một khu cao cổ là đây, chúng ta nhìn từ xa nè nha, hơi bị chói nắng. Cái hươu cao cổ xa là nó con này con lớn này, người ta bỏ cái lá cây nha, cái lá cây hai bụi nè. Rồi ở đây các chú công nhân á, người ta cũng sẽ treo cái lá lên á, treo cao á, các em thiếu nhi chúng ta thấy có thể xem mà tính là phải treo cao lên. Đó, đây trong chuồng hiện giờ là có 3 con hươu cao cổ cả nhà, 3 con hươu cao cổ. Đó. Thì cái con hươu cao cổ này, đây là một cái loài là thú là cao nhất. Nó có thể cao là từ 5 đến 6 mét. Cái trọng lượng của nó cả nhà thì nó có thể lên đến hơn 1 tấn, khoảng 1.200 kg. Thì chúng ta thấy là những cái con hươu cao cổ nè, mấy em quan sát là nó có những cái đốm nâu nè. Là bởi cách nhau nha, chúng ta thấy bởi những cái đường trắng. Đốm nâu và cách nhau những cái đường trắng này chúng ta thấy rõ hơn nè. Đây có con mèo ở trong ha. Thì cái con này ở cái vùng phân bố của nó thì nó ở chỗ là sa mạc Sahara châu Phi. Thường trong môi trường tự nhiên á thì nó sống thành đàn khoảng từ là 10 đến 20 con. Chúng ta thấy thức ăn chủ yếu của nó chủ yếu là lá cây ha, thấy nó đang ăn lá cây rồi đọt non. Thấy đây là một gia đình hươu cao cổ, con bố, con mẹ và con. Đây là chắc con bố này ha, tôi thấy nó rất là to hết cả nhà. Cao từ 5 nè, nó đang lại gần từ 5 đến 6 mét. Hai con này đang ăn ha, rất là hay. Về cái sinh sản của cái con hươu cao cổ á thì nó là nó trưởng thành á, thì khoảng từ 4 đến 5 tuổi thì nó trưởng thành để sinh sản được. Nó mang thai là 15 tháng. Chúng ta thấy con hươu cao cổ trên đầu của nó thì nó có hai cái sừng. Cái cổ của nó chúng ta thấy là nó rất là dài. Đây. Mọi người có thắc mắc là cái con hươu cao cổ này thì nó muốn uống nước thì nó phải làm sao không? Chúng ta xem những cái đoạn phim á, chúng ta sẽ thấy khi mà nó rất là cao như vậy thì con hươu cao cổ thì nó muốn uống nước á thì nó phải dang hai cái chân trước của nó ra, rồi nó mới cúi cái cổ nó xuống, nó mới uống được nước. Đúng không nè?
Thì đây, đây cái con hươu cao cổ con này là được sinh sản ở trong sở thú luôn hả cả nhà, nuôi và được sinh sản luôn. Ngoài nó ăn lá vậy thì các cô chú công nhân thì còn cho nó ăn thêm là chuối. À, chúng ta thấy là nó đang nhìn ha, nhìn cái máy điện thoại nè. Đó, chúng ta thấy. Thì cả nhà mà muốn xem một cái gia đình hươu cao cổ thì chúng ta đến sở thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn. À, chúng ta sẽ được quan sát trực tiếp cái loài hươu cao cổ đang ăn luôn, và gần như vậy, sát với chúng ta.